Xin chào anh em nha, hôm nay mình về được cái sườn khu chợ một nha anh ơi. Về được cái sườn khu chợ một, hàng bao đẹp cho anh em luôn nha. Sườn tới bây giờ mà còn được cái sườn dày là quá trời quýt nha anh em, khu chợ một. Hàng bao đẹp cho anh em luôn. Sườn không một lũng gì nha anh em. Toàn bộ còn đẹp hết, tại này mình chưa rửa gì hết nha anh em. Không có bát ốc đồ, không có con nào bị gãy hết, từ trên tới dưới luôn. Dàn chân nó còn rất đẹp nha anh em nè, chân trống rồi nó còn ok hết, tình trạng là bao đẹp cho anh em luôn. Lỗ ốc nè, anh em dòm lỗ ốc nè, quá quýt luôn. Sườn nước sơn còn ken. Bát bọng đồ đầy bát bọng đồ còn đầy đủ nha anh em. Đây bát treo lốc máy vẫn còn nha. Đây hai lỗ ốc nè, xe mà chạy nhiều mấy lỗ này nó bị hư cho anh em. Xe này sườn này là người ta đi rất là ít nha, còn bao đẹp cho anh em luôn, còn đầy đủ bát, không hư ốc, không gãy ốc được nha anh em. Lỗ ốc còn bao đẹp cho anh em luôn. Sườn khu chợ một nó có phá yên luôn nha anh em, có phá yên mình để cho anh em luôn nha, mình không lấy lại nha, không một lũng nha anh em nè. Thường thường mấy cái lỗ này bị mục nè, ở xe này nó không bị mục gì hết trơn nha, không kể ốc luôn, bao đẹp cho anh em luôn. Lỗ sườn đều cũng không mục luôn. Đó. Mình để mình quay với giả dưới cho anh em xem nữa, rất là đẹp. Đó nè anh em, giờ nè sò ban luôn nha anh em, có trống rồi đầy đủ hết, đập thắng rồi đầy đủ, chân trống đứng luôn. À, anh em giờ nè không một gì nha, đó. Rất là đẹp. Sườn nè anh em, dòm cái giả dưới sườn nè, bóng hới luôn. Hai bên không bên nào gãy ốc gì hết trơn nha anh em. Xe mà bây giờ mà còn cái sườn vậy là quá đẹp nha anh em, quá đẹp quá quýt, không gãy một lỗ ốc nào hết. Rồi cái sườn khu chợ một này bán cho anh em với giá là 900.000 nha anh em, tiền ship anh em chịu nha, mình không có chịu tiền ship nha, bán cho anh em với giá là 900.000, tiền ship anh em tự trả, ship bao nhiêu thì mà tới đó thì mình sẽ báo cho anh em nha, anh em nào mua thì mình sẽ báo giá tiền ship. Rồi cái sườn khu chợ một bán cho anh em với giá là 900.000 nha, anh em nào mua thì cứ việc alo nha anh em, ship code nha anh em, ship code không có nhận cọc anh em nha, mình bên mình là toàn ship code không nha, không nhận cọc anh em. Rồi anh em nào mua hàng thì alo cho mình nha.